Bà mẹ của chúng ta này cứ nghĩ là táo bón thì cũng chả có vấn đề gì, nhưng mà thực ra thì các bạn biết là táo bón để lại rất nhiều những cái hậu quả không tốt cho sức khỏe của trẻ. Đầu tiên chúng ta phải biết là phân là cái chất thải cuối cùng của tất cả các quá trình chuyển hóa ở trong cơ thể, cho nên là trong đó nó chứa rất nhiều những cái độc tố độc hại, cho nên nó phải được đào thải hàng ngày ra ngoài. Nếu như chúng ta để tích lũy ở trong đại tràng của con quá lâu thì nhiều khi những cái chất độc đó nó lại hấp thu ngược lại qua niêm mạc của đại tràng và có thể nhập ngược vào hấp thu ngược lại cơ thể. Chính vì vậy chúng ta đều biết là tất cả những cháu nào táo bón ấy, thì thường là rất là biếng ăn, còi cọc và chậm lớn. Thường những cháu bị táo bón thì bao giờ ăn uống cũng rất là kém, và khi đã ăn uống kém như vậy thì các con sẽ nhận được cái chất dinh dưỡng không đủ, cho nên là dần dần sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, đúng không ạ? Dẫn đến cân rồi chậm tăng phát triển chiều cao, thế rồi nó táo bón rồi nó ẩm bạch, nó khó chịu, thỉnh thoảng nó đi ngoài nó lại đau bụng các thứ, cho nên là nó bỏ ăn rồi nó ngủ cũng không ngon giấc nữa. Còn cuối cùng hậu quả cuối cùng là gì? Dẫn đến còi cọc và chậm lớn, đúng không ạ? Thế thì chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ là táo bón để lại rất là nhiều những cái hậu quả không tốt cho sức khỏe như vậy. Cho nên là tôi nghĩ là các mẹ của chúng ta khi cho con táo bón thì chúng ta phải một quyết tâm là chúng ta làm sao mà phải điều trị cho con. Theo như tôi được biết thì nếu như các bà mẹ cho con dùng cái sản phẩm này thì chỉ có thể sau 4 tiếng, đến 8 giờ, tức là 2 ngày sau thôi thì cháu hoàn toàn đã có thể đi ngoài được. Thế thì ngoài cái ưu điểm vượt trội là có chứa chất xơ hòa tan, hai chất xơ hòa tan là oligosaccharide và inulin ra, thì cái men AZ48 này còn chứa hàng tỷ lợi khuẩn. Lợi khuẩn Lactobacillus subtilis là một trong những cái dòng vi khuẩn mà chiếm đa số ở trong cái vực đại tràng của trẻ, và cái lợi khuẩn này thì hoàn toàn lại được nhập từ Anh Quốc, thế cho nên là đảm bảo rất là chất lượng. Và trong mỗi một cái gói các bạn bổ sung cho con thì có chứa hàng tỷ, vài tỷ lợi khuẩn đấy, cho nên là nó rất là tốt, nhất là những cái cháu mà bị táo bón không nên dùng kháng sinh chẳng hạn, nó mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột, thì việc bổ sung những cái lợi khuẩn này là đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thế thì ngoài hai cái thành phần chính giống như tất cả một số các loại men vi sinh trên thị trường, thì cái sản phẩm men vi sinh AZ48 này còn bổ sung, chú trọng bổ sung thêm, bởi vì cho những cái chất mà giúp cho những cái cháu biếng ăn chậm lớn đấy, thì khi mà đã bị suy dưỡng lâu ngày thì các con thường biếng ăn chậm lớn, thì trong sản phẩm bổ sung thêm kẽm, chúng ta đều biết kẽm là một cái vi chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng, kích thích vị giác, làm nguyên khí hút kẽm là nguyên nhân hàng đầu dẫn cho trẻ biếng ăn. Thế rồi lysine là một acid amin thiết yếu mà cơ thể của chúng ta không thể tổng hợp được, bắt buộc phải đưa từ bên ngoài vào, thì cũng có bổ sung trong sản phẩm. Ngoài ra còn chứa các loại các vitamin nhóm B, và chúng ta biết là vitamin nhóm B là vai trò của nó rất là quan trọng, là tham gia vào các cái coenzyme, các cái quy trình chuyển hóa trong cơ thể, đặc biệt là chuyển hóa glucid đấy. Trước kia nếu như thời bao cấp của các mẹ của chúng ta, con muốn ăn nó cho uống vài viên B1 đấy là nó đã ăn rồi, đúng không ạ? Thế thì khi chúng ta lại bổ sung ba vitamin, tức là từ B1, B2, B6 thì đều có tác dụng tham gia vào quá trình chuyển hóa các cái chất như là đặc biệt là glucid, chất đạm, vân vân. Thế và một cái nữa là trong thành phần này là có chứa cái bột trùng ngay. Thì chúng ta biết là bột trùng ngay là một cái bột mà rất là giàu các cái chất dinh dưỡng, các cái khoáng chất, canxi, sắt, kẽm và nhiều cái vi chất dinh dưỡng khác, cho nên là sẽ góp phần bổ sung thêm cho những cái cháu mà bị thiếu các cái vi chất dinh dưỡng. Và một cái điều thì các mẹ nên biết là các con mà bắt đầu từ 6 tháng trở đi cho đến 3 tuổi thì ở cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn khoảng trống miễn dịch, cho nên là các cháu rất là hay ốm. Thì trong thành phần này lại bổ sung thêm một cái sản phẩm nữa, chính là Immunbat. Immunbat là một cái thành phần chiết xuất từ phách của một cái loại vi khuẩn. Thế thì nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, tức là khi vào trong cơ thể thì nó sẽ kích thích cái hệ miễn dịch, tăng cường sản xuất ra các kháng thể, đặc biệt là kích thích sự phát triển tăng cường các cái tế bào lăng phô bảo đấy. Thế chính vì vậy cho nên là nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, làm cho trẻ ít ốm đau, và trẻ ít ốm đau thì đương nhiên không thể dùng kháng sinh, mà không thể dùng kháng sinh thì nó cũng sẽ đỡ táo bón. Và thứ hai nữa là cái quan trọng nhất là cái tình trạng là sức đề kháng của trẻ tốt hơn, trẻ không ốm thì trẻ sẽ ăn uống tốt hơn. Cái điều mà các bạn cũng rất quan tâm đó là về cái xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm, thì đây là một cái sản phẩm là cái thành quả nghiên cứu, nhất là cái chất xơ hòa tan hữu cơ của các cái nhà khoa học của Viện Công nghệ Thực phẩm và Viện Viện của nhà nước, thì chúng ta cũng đều biết là hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái sản phẩm này, cho nên các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm. Và thứ hai nữa là sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn của ISO và tiêu chuẩn của FDA, tức là Cục Thực phẩm Hoa Kỳ đạt những cái tiêu chuẩn đó. Và
Đặc biệt nữa là tôi vẫn luôn là nó có những cái thành phần như tôi kể ở trên thì rất hữu hiệu trong việc không những điều trị táo bón mà chúng ta còn điều trị trong trường hợp con một bạn muốn ăn, con của các bạn ngủ không ngon giấc, thế rồi là hay ốm vặt nữa. Thế thì tôi nghĩ đây là một trong những sản phẩm mà các bà mẹ hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái thành phần có trong đấy, và tôi nghĩ đây là một trong những sản phẩm mà có thể hỗ trợ rất tốt cho các bà mẹ trong cái việc mà điều trị khi con bị táo bón cũng như là khi con bị biếng ăn hay là con bị hay ốm vặt. Thế và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, không lo những cái tác dụng phụ hay là những cái gì cả, bởi vì là đây là một cái sản phẩm của Viện Công nghệ Thực phẩm đã hoàn toàn sản xuất ra và chịu trách nhiệm về cái sản phẩm này.